Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Đội hình mạnh nhất Việt Nam gặp Singapore, tranh lệch lực lượng. 19h30 ngày 30 tháng 12 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ với đội tuyển Singapore trong trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp tại AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách quyết định trên sân của Singapore. Nếu như giành chọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2022 mà không cần quan tâm tới kết quả của trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Myanmar. Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể. Đội tuyển Việt Nam chỉ có sự vắng mặt đáng tiếc của Văn Toàn khi cầu thủ này nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước. Đứng trong khung gỗ tiếp tục là Đặng Văn Lâm. Thủ thành thuộc biên chế câu lạc bộ Topenland Bình Định đã có màn thể hiện đẳng cấp trước Malaysia trên sân Mỹ Đình và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng. Bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ là Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Ba cầu thủ trên đang có được phong độ ổn định, giúp dòng vàng chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào. Văn Hậu và Tấn Tài sẽ đảm nhận hai bên cánh của đội tuyển Việt Nam. Dù vấp phải không ít những lời chỉ trích vì lối chơi thô bạo của mình, tuy nhiên Đoàn Văn Hậu vẫn là hậu vệ trái chất lượng số 1 mà Việt Nam đang sở hữu. Hai cầu thủ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ tiếp tục là Hùng Dũng và Hoàng Đức. Đây được xem là trái tim của đội hình đội tuyển Việt Nam. Với việc Văn Toàn bị thẻ đỏ cùng với việc Quang Hải đã bình phục hoàn toàn chấn thương cơ, nhiều khả năng cầu thủ thuộc biên chế Pau FC sẽ thi đấu trên hàng tấn công cùng với Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức. Đội hình dự kiến bên phía đội tuyển Việt Nam có Đặng Văn Lâm, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức. Bên phía đội tuyển Singapore có Jaifun Nizam, Haris Harun, Shaki Hamza, Mohan Kumar, Hafib Noor, Shan Sahiran, Saddan Suleiman, Van Hujen, Ihan Fandi, Shawa Anua và Faris Lamri. Singapore còn non so với đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhìn nhận đội tuyển Singapore lúc này khá non nớt so với đội tuyển Việt Nam với dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều hơn và đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm chờ đợi đội tuyển Việt Nam thể hiện tư thế cửa trên trước Singapore. Tất nhiên là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tuyên bố trước trận đấu, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng. Việc có vé sớm sẽ giúp chúng ta có thể tính toán, xoay vòng điều chỉnh lực lượng, đảm bảo các cầu thủ có thể trạng tốt nhất bước vào bán kết. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam lúc này ở một trình độ cao hơn Singapore. Độ tuổi trung bình của Singapore dự AFF Cup 2022 không trẻ, nhưng những gì họ thể hiện ở hai trận đã qua thắng Myanmar 32 và thắng Lào 20 lại cho cảm giác khá non nớt. Lối chơi của Singapore rất đơn giản, vẫn là những đường truyền dài, bóng bổng, tận dụng tối đa những tình huống cố định để tạo nên đột biến nhờ thể hình, khả năng không chiến tốt của anh em nhà Ahmad là trung vệ Ifan Fandi và chân sút mũi nhọn Ihan Fandi. Phong cách chơi này của họ cần những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, già dơ, kiểu như Daniel Bennett, Alexander Duric trước đây, phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc sảo. Singapore lúc này có trong đội hình đội trưởng Harris Harun, cầu thủ đã chơi bóng ở đội tuyển quốc gia 15 năm qua và nằm trong top 10 tuyển thủ khoác áo Singapore nhiều nhất. Nhưng Harris Harun tỏ ra khá chậm chạp, không đáp ứng được sự kỳ vọng. Đó là chưa kể tới việc hàng thủ đội tuyển Việt Nam lúc này gồm nhiều cầu thủ có thể hình tốt, bọc lót cho nhau chắc chắn. Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng chơi bắt bóng bổng rất tốt và cực khó để Singapore gây bất ngờ ở những tình huống không chiến. Tôi nghĩ bóng bổng không phải là vấn đề mà đội tuyển Việt Nam phải e ngại trong cuộc đối đầu với Singapore tối nay. Một chút trở ngại nếu có theo tôi nằm ở vấn đề sân bãi. Mặt sân cỏ nhân tạo cần quá trình làm quen và hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể thích nghi tốt, tránh được những chấn thương không đáng có. Nhìn chung trình độ đội tuyển Việt Nam nhìn hơn và Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải sẽ giúp chúng ta làm chủ khu trung tuyến. Điều tôi chờ đợi một phong cách chơi chững chạc, từ cách cầm bóng, kiểm soát, phát động tấn công với những miếng đánh theo tư thế cửa trên điều mà chúng ta chưa thấy ở trận thắng Malaysia 3-0. Hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được điều đó trong một hiệp đấu hoặc 15 đến 20 phút mỗi hiệp. Tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-0 và mỗi hiệp ghi được một bàn. AFF Cup 2022 chờ đợi tuyển Việt Nam phá rớp hòa trận đấu thứ ba. Hai kỳ AFF Cup gần nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam luôn gặp vấn đề ở trận đấu thứ 3 của vòng bảng. Tuyển Việt Nam so tài với đội Singapore ở lượt đấu thứ tư vòng bảng AFF Cup 2022 lúc 19 giờ 30 tối nay 30 tháng 12. Tuy là lượt thứ tư, nhưng thực tế mới là trận thứ ba của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2022. Có một thống kê cần lưu ý, từ AFF Cup 2018 cho tới nay, tuyển Việt Nam đều không thắng ở trận thứ ba của vòng bảng. Cụ thể tại AFF Cup 2018, sau khi thắng các đội là Lào 3-0 và Malaysia 2-0, Tiền Việt Nam bị đội Myanmar cầm hòa không đều trên sân khách ở trận thứ 3. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi bế tắc và thiếu ý tưởng ở trận đấu này. Sau trận thầy Park từ chối bắt tay huấn luyện viên Anthony Hay của Myanmar vì phản ứng quá khích của chiến lược gia này với Công Phượng sau một pha va chạm trong trận đấu. Hai huấn luyện viên lời qua tiếng lại và ông Park nhấn mạnh: "Ông Anthony Hay cần xem lại mình." Đến AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam cũng đánh bại đội Lào 2-0 và Malaysia 3-0 ở hai trận đấu rồi bị đội Indonesia cầm hòa không đều ở trận thứ ba. Giống trận gặp tuyển Myanmar, Quang Hải cùng đồng đội bế tắc toàn diện trước hàng phòng ngự kiên cố của đội Indonesia và chấp nhận chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng. Nếu trận hòa đội Myanmar năm 2018 không ảnh hưởng đến ngôi đầu của tuyển Việt Nam thì việc không thắng đội Indonesia đã khiến thầy trò ông Park chỉ đứng nhì bảng rồi bị đội Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup năm 2020. Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng thắng đội Lào 6-0 và Malaysia 3-0 trong hai trận đấu trước khi gặp đội Singapore ở trận thứ ba. Đội bóng của thầy Park có đủ yếu tố để những trận hòa không bàn thắng trước đây không lặp lại. Tuyển Việt Nam hơn đội Singapore 64 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, có phong độ vượt trội khi toàn thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ngược lại thì Singapore chỉ thắng 2 trong số 7 trận trước thềm AFF Cup 2022. Ivan Fandi cùng đồng đội thua tới 4 trận, trong đó có thất bại 0-4 trước tuyển Việt Nam. 4 trận gần nhất gặp đội Singapore trên mọi đấu trường, tuyển Việt Nam thắng 3, hòa 1, ghi 9 bàn và chỉ một lần để lọt lưới. Tuyển Singapore đã thắng đội Lào và Myanmar ở hai trận đầu vòng bảng, nhưng đó không phải những chiến thắng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Takayuki Nishigaya. Đội bóng đảo quốc sư tử chỉ ghi hai bàn vào lưới đội Lào và rất khó khăn mới đánh bại được Myanmar. Kinh nghiệm là rào cản của đội Singapore. Dù có những cầu thủ kỳ cựu với trên 100 lần khoác áo đội tuyển như Hassan Sunny hay là Harris Harun, nhưng các tuyển thủ Singapore thiếu cơ hội trải nghiệm đỉnh cao khi đội bóng này thường bị loại sớm ở vòng loại Asian Cup hay vòng loại World Cup. 18 trong số 23 tuyển thủ Singapore đang chơi ở giải quốc nội, chủ yếu cho hai đội bóng là Lion City và Hougang United. Cái thiếu của Singapore lại là cái đủ của tuyển Việt Nam. Khi thầy trò ông Park đã thi đấu ở nhiều giải lớn, tích lũy kinh nghiệm khi chạm trán những đội tuyển mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Úc hay là Ả Rập Xê Út. Vốn thi đấu phong phú cùng bản lĩnh sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ ở trận này. Đánh bại tuyển Singapore để sớm vào bán kết là nhiệm vụ bắt buộc với Quang Hải cùng đồng đội để có thể chơi trận gặp đội Myanmar ở lượt cuối với tâm lý thoải mái. Nhờ vậy có quãng nghỉ cần thiết trước thềm hai trận bán kết AFF Cup 2022. Sau hai lượt trận, cả tuyển Việt Nam và Singapore đều giành được 6 điểm. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao hơn nhiều khi giành chiến thắng thuyết phục, trong khi đoàn quân của huấn luyện viên Takayuki Nishigaya lại khá chật vật. Tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại Singapore 4-0 ở giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9. Nhưng lần tái đấu này, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Toan tính của Singapore Có nhiều lý do để tin rằng Singapore sẽ chủ động phòng ngự chặt chẽ và gây nhiều khó khăn cho Việt Nam. Đầu tiên, huấn luyện viên Nishigaya không có nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu trong tay ở AFF Cup 2022. Trước giải đấu, tiền đạo số 1 của Singapore là Isan Fandi và tiền vệ Adam Swandi đã dính chấn thương nên không được đăng ký. Vì thế, lao lên tấn công là sự lựa chọn rất mạo hiểm. Thứ hai, tuyển Singapore sẽ chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột. Huấn luyện viên Nishigaya tiết lộ, ông không thể sử dụng được nhiều cầu thủ quan trọng ở hai trận trước do nhiều lý do như thể lực, chấn thương, và cũng vì yếu tố chiến thuật. Trong một cuộc họp báo trước trận gặp Việt Nam, huấn luyện viên Nishigaya cho biết ông hài lòng khi đa số cầu thủ tốt nhất đã trở lại. Thứ ba, một trận hòa hoặc một thất bại xít sao cũng sẽ giúp Singapore có lợi thế trước Malaysia trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Vì thế huấn luyện viên Nishigaya sẽ bố trí một thế trận phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Ramu Sasikuma, người cùng Singapore vô địch Tiger Cup năm 1998 chia sẻ. Tôi nghĩ rằng Singapore phòng thủ chặt với càng nhiều cầu thủ ở sân nhà càng tốt. Singapore sẽ hy vọng vào những tình huống phản công để gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam. Tôi không nhìn ra được Singapore sẽ chơi theo cách nào khác. Kuma khẳng định: "Trên hết tôi không nghĩ Singapore có đội hình chất lượng như Việt Nam. Chúng tôi không có các cầu thủ có thể chơi thứ bóng đá như vậy và đặc biệt là trước Việt Nam. Có lẽ bạn cũng không muốn mạo hiểm như vậy nếu không muốn gặp rắc rối, đúng không?" Duy trì bản lĩnh khi Singapore phòng ngự chặt chẽ, tuyển Việt Nam cần phải thể hiện được bản lĩnh, duy trì sức ép liên tục với đối thủ. Đó là điều các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được trong trận gặp Malaysia. Bản lĩnh của tuyển Việt Nam được thể hiện rõ nhất từ phút 32 đến 62, khoảng thời gian Malaysia chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của Nguyễn Văn Toàn. Trong 30 phút đó, tuyển Việt Nam vẫn triển khai tấn công mạch lạc. Các cầu thủ thi đấu tự tin, dám cầm bóng đột phá để mang về những quả phạt trực tiếp từ đó một số cơ hội được tạo ra cho Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức. Tuyển Việt Nam cũng dám pressing ngay trên phần sân đối phương. Quan trọng hơn đó là những khoảnh khắc pressing đồng bộ. Điển hình là tình huống ở phút 50 khi Tấn Tài, Hùng Dũng dâng lên hỗ trợ Tiến Linh, Văn Đức gây sức ép với đối thủ. Họ khiến hậu vệ Malaysia lúng túng và truyền bóng lỗi. Ngay lập tức, Văn Đức băng vào để tung cú dứt điểm cận thành. Rất may cho Malaysia là thủ môn Sihan Hami bước lên kịp thời để làm hẹp góc sút. Sau hai lượt trận cả tuyển Việt Nam và Singapore đều giành được 6 điểm, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao hơn nhiều khi giành chiến thắng thuyết phục, trong khi đoàn quân của huấn luyện viên Takayuki Nishigaya lại khá chật vật. Tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại Singapore 4-0 ở giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9, nhưng lần tái đấu này mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.